63% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đây là thông tin mới nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm này, số liệu tổng hợp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.071.395, tăng khoảng 45.000 thí sinh so với năm ngoái. Năm 2023 có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm 94,66%. Trong số các thí sinh đăng ký dự thi, có 96% thí sinh học lớp 12 và 4% thí sinh tự do. Đáng chú ý, 63% thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội và 37% thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên. So với năm ngoái, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng 7,7% và cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Từ năm 2018 đến nay, số người đăng ký bài thi này khoảng 48-56%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra vào ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi ngày 26 tháng 6, làm bài thi ngữ văn và toán vào ngày 27 tháng 6. Vào ngày cuối, tức là ngày 28 tháng 6, thí sinh thi ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp năm nay được công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Trong bối cảnh ngành giáo dục khó tuyển người suốt 5 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 5 cho biết đang lấy ý kiến về chính sách thu hút với giáo viên ngoại ngữ, tin học, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật ở các trường tiểu học công lập. Theo đề xuất của Sở, giáo viên được tuyển dụng lần đầu ở các môn này sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng trong năm đầu. Trong đó, chi phí sinh hoạt, nhà ở là 25 triệu đồng, còn lại là phương tiện đi lại 5 triệu, hỗ trợ tự học 5 triệu đồng và tự động viên 15 triệu đồng. Trong 2 năm tiếp theo, họ được hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi năm, giảm còn 30 triệu đồng từ năm thứ 3 trở đi. Lý giải điều này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng 3 năm đầu sau khi ra trường, giáo viên gặp nhiều khó khăn khi vừa làm quen với công việc, lại gánh nặng kinh tế, dễ chán nản, bỏ việc. Do đó, việc hỗ trợ sẽ tạo động lực cho họ. Để tránh sự so sánh giữa người cũ và mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất những giáo viên có thâm niên 3 năm trở lên cũng được hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi năm để toàn tâm, toàn ý với công việc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, giáo viên sẽ bị cắt khoản hỗ trợ của năm đó. Năm học 2022-2023 đã khép lại và các em học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ mà các em vô cùng mong đợi. Được nghỉ xả hơi sau một năm tất bật, căng thẳng với bài vở thi cử, khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng nghỉ hè chính là thời điểm các em được làm những điều mà mình yêu thích. Nhưng đây có lẽ cũng là lúc mà các bậc phụ huynh như là có thêm một gánh nặng, một cái nỗi lo trong việc tìm cách quản lý con em mình. Vâng, và nắm bắt được tâm lý đó của các bậc phụ huynh thì các chương trình trải nghiệm và trại hè cho trẻ ngày càng phổ biến tại Việt Nam và cũng trở nên sôi động hơn cả trong thời gian này. Trại hè không phải là chương trình bắt buộc nhưng lại được nhiều phụ huynh ưa chuộng bởi số lượng, hình thức và đơn vị tổ chức ngày càng đa dạng. Và cũng chính bởi sự phong phú đó mà phụ huynh cần phải cân nhắc lựa chọn trại hè sao cho phù hợp và hiệu quả với con. Top 6 trại hè 2024 cho bé tốt nhất Việt Nam. Ngay từ tháng 3, khi còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm học, nhưng chị Dung ở Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt đầu tìm kiếm trại hè cho cô con gái 7 tuổi của mình. Bé Thỏ chưa đi trại hè trước đó, lại mới chỉ ở năm thứ 2 của cấp tiểu học, nên chị Dung rất cẩn trọng trong việc tìm kiếm trại hè cho con. Nhất là dạo gần đây, chị liên tục đọc được những tin tức liên quan đến giả mạo, lừa đảo trại hè. Bên cạnh những thông tin mà họ đăng ở trên các trang mạng xã hội hoặc là những cái tài khoản họ share với nhau, thì nên tìm hiểu rõ ràng về xem là website như thế nào này, rồi là fanpage có phải là fanpage chính thức hay không. Bởi vì rõ ràng là bây giờ có rất là nhiều những đơn vị mà họ trục lợi từ những cái tên chương trình trại hè đấy. Ví dụ như là cùng một cái tên chương trình nhưng mà họ tạo những cái tài khoản khác nhau và họ tổ chức cũng có thông tin đầy đủ, nhưng thực chất lại là mang tính chất lừa đảo. Có những phụ huynh người ta rất bận, cho nên là khi mà cái kênh thông tin ở trên Facebook ấy ạ, đó là những cái hình ảnh uplet đưa vào, cái lượng tương tác vào trong trang thì là tương đối đông. Chính vì thế cho nên là phụ huynh người ta cũng cảm giác như là dựa vào đấy để người ta cùng đăng ký. Từ vài năm nay, nhiều trại hè đã được mở ra để cha mẹ gửi con đến, vừa học vừa chơi vào dịp hè. Các chương trình trại hè có thể được tổ chức từ vài ngày, vài tuần hoặc đến vài tháng.
mặc dù chi phí có phần cao hơn so với học hè, nhưng đây chính là cơ hội giúp trẻ phát triển toàn diện cả về kỹ năng sống, kỹ năng tư duy, làm việc nhóm hay những phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của con trẻ. Đó cũng là mục đích chung mà phụ huynh hướng tới khi cho con tham gia chạy hè. Các phụ huynh đều rất là mong muốn được con được hỗ trợ vào mùa hè, chính là cái phần kỹ năng mềm, bao gồm là kỹ năng tự chăm sóc bản thân này, kỹ năng sinh hoạt trong gia đình hoặc là trong tập thể này, hoặc là kỹ năng điều khiển cảm xúc này, hoặc là kỹ năng sinh tồn giữa thiên nhiên này. Đó là cái cơ hội để con được thể hiện bản thân tốt hơn, để con được bộc lộ ra những cái năng khiếu hay là những cái điểm yếu của con, và bố mẹ sẽ được nhìn thấy con mình ở một cái nửa khác, với cái nửa học thuật ở trên trường lớp. Khoảng độ 5 năm gần đây thì những cái trại hè về những cái kỹ năng mới mà không được dạy nhiều ở trong nhà trường, ví dụ như là STEM, bao gồm là tiếng Anh này, khoa học này, lập trình này, rồi mỹ thuật này, rồi tất cả tổng hòa những cái đó chẳng hạn, thì cái mảng trại hè đó thường là do các cái tổ chức về giáo dục người ta tiến hành. Nhiều đơn vị tổ chức, nhiều hình thức và nội dung khác nhau, đặc biệt là với các phụ huynh quá bận rộn hoặc lần đầu tìm trại hè cho con, hẳn không tránh khỏi nhiều băn khoăn, lo lắng khi chọn lựa cho phù hợp với mục tiêu và ngân sách của gia đình mình. Tôi cho rằng là với những cái địa bàn mà bố mẹ có thể di chuyển được thì nên đến trực tiếp, bởi vì là đâu đó thì những cái quảng cáo, những cái thông tin ở trên mạng ấy, nó cũng sẽ không thể nào sát được với thực tế. Và nếu mà mình đến trực tiếp cái nơi mà con mình sẽ tham gia trải nghiệm thì bố mẹ cũng sẽ yên tâm hơn. Nên có cái cách nhìn khách quan, tìm hiểu kỹ một chút về cái sự hoạt động của trung tâm cũng như là các cái lớp đào tạo đầu ra đầu vào, để thấy rằng là cái chất lượng họ làm. Bốn cái bước này, đầu tiên là xác định thu nhập của mình, cái mức chi của mình. Bước thứ hai là tìm hiểu những trại hè uy tín của đơn vị nhà nước tổ chức trước. Bước thứ ba là tìm hiểu những cái trại hè của khu vực xung quanh nơi mình sống. Bước thứ tư là đến tận nơi tham khảo cùng với con giấy tờ đủ chuẩn của pháp luật quy định, và sau đó thì quyết định cùng với cái cảm nhận của con, cái cảm nhận của gia đình và của con cũng là một điều rất là quan trọng. Bốn cái bước này có thể phải lặp đi lặp lại đến 4-5 lần nữa. Các trại hè với môi trường sống khác hẳn việc học ở trường, giúp các em tránh xa khỏi thiết bị điện tử, được học thêm kỹ năng, cống hiến và khám phá. Nhưng trại hè luôn phải an toàn và mang ý nghĩa giáo dục cao. Bên cạnh đó, phụ huynh đặc biệt cần lưu tâm tìm những trại hè phù hợp với lứa tuổi để trẻ có được những trải nghiệm tương ứng với sự phát triển của mình. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh và mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, mục tiêu về quỹ đất cho nhà ở xã hội và số lượng căn hộ được xây dựng đều chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người lao động. Mong mỏi về một khu nhà ở văn minh hiện đại và phù hợp với túi tiền của công nhân vẫn đang là một giấc mơ sảng sở. Và mới đây thì Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn. Các sở ngành địa phương phải cam kết đảm bảo đến ngày 1 tháng 10 có thể khởi công ít nhất một dự án và phải bảo đảm chất lượng lâu dài. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển 5 khu nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với tổng quy mô sử dụng đất 248 ha. Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đối với 4/5 dự án với khoảng 12.300 căn hộ. Cụ thể, các dự án này gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh Green Link City tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh với 3.200 căn hộ. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh với 3.000 căn hộ. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm với 2.400 căn hộ. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và xã Tiên Phong, huyện Mê Linh với 3.600 căn hộ. Trước mắt, Chủ tịch Hà Nội đề nghị đẩy nhanh tiến độ và các sở ngành địa phương cam kết đến ngày 1 tháng 10 có thể khởi công ít nhất một dự án. Từ nay đến hết 2025, thành phố dự kiến hoàn thành 3 dự án với 1.700 căn hộ, đáp ứng 9% nhu cầu về nhà ở của người lao động thu nhập thấp. Thưa quý vị, ngay sau vụ cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy xảy ra ngày 24 tháng 5 khiến 14 người tử vong, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập hơn 900 tổ công tác để triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp thành lập hơn 900 tổ công tác để triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ
và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Riêng quận Cầu Giấy, địa phương này đã chỉ đạo công an các phường thành lập 33 tổ công tác, chia làm 3 buổi một ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, giả soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn. Các chủ cơ sở, hộ gia đình phải cam kết khắc phục, ngăn cháy lan, xây dựng phương án và trang bị các phương tiện, thiết bị, phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu. Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho từng người dân đang sinh sống và làm việc tại các nhà trọ. Sau thông tin 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng ra thị trường từ ngày 3 tháng 6, giá mặt hàng này quay đầu giảm. 4 ngân hàng này cũng cho biết là sẽ bán vàng miếng SJC để bình ổn thị trường và không thu mua lại từ người dân. Các ngân hàng cho biết sẽ không mua lại vàng miếng từ người dân và chỉ triển khai ở hai thành phố lớn nhất cả nước. Việc mua lại tùy thuộc vào nhu cầu dự trữ vàng từng thời điểm, cũng như thế mạnh về kinh doanh kim loại quý của từng ngân hàng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cho biết dự kiến bán ra thị trường theo mức giá nằm trong biên độ được ngân hàng nhà nước cho phép. Các nhà băng quốc doanh khẳng định việc bán vàng nhằm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường theo chủ trương của ngân hàng nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận. Phương thức bán vàng bình ổn được cơ quan quản lý đưa ra sau các phiên đấu thầu nhằm tăng cung không hiệu quả. Chênh lệch giá trong nước và thế giới chưa được thu hẹp như kỳ vọng. Theo đó, tuần tới, ngân hàng nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng có vốn nhà nước để họ phân phối ra cho người dân.